Em thiết kế theo nguyên tắc mô đun hóa, gồm có hai cụm chính. Cụm thứ nhất là cụm bện sợi, nguyên liệu đầu vào được sử dụng là lá xả sau khi chiên cất tinh dầu, lá đay hoặc lá chuối. Số lượng cái lá mình đặt vào sẽ quyết định đến kích cỡ của cái sợi sau khi bện. Các cái lá đấy sẽ được bện thành các cái sợi và cuốn lại thành cuộn phôi như thế này. Sẽ được chuyển sang cụm thứ hai là cụm đan. Sợi phôi sẽ được cuốn xung quanh một cái dưỡng định hình hay là một cái khuôn. Thì cứ mỗi một lần cuốn thì sẽ có những cái tay sẽ quay và sẽ liên kết những cái sợi đấy lại với nhau, tạo thành các cái lớp liên kết. Cái chiều cao của dưỡng định hình thì sẽ tạo thành những cái giỏ hay là bình đĩa. Trên máy có sử dụng các cái cảm biến tiệm cận sẽ nhận diện các cái vị trí của hình vành khăn mang cuộn phôi này. Tới các cái vị trí mà phải dừng thì cảm biến sẽ báo và các cái tay quay khi đó sẽ làm nhiệm vụ xoay một vòng. Việc mô phỏng các cái chuyển động của tay người bằng máy nó là tương đối khó khăn, phải phối hợp nhịp nhàng và đòi hỏi chuyển động chính xác của tất cả các cơ cấu cơ khí. Có những hôm mà phải thử máy rồi kiểm tra cảm biến không chạy, có những ngày chúng em phải thử đến vài chục lần. Trong tương lai thì chúng em sẽ hướng đến chỉ một người và có thể vận hành từ 3 đến 4 máy liên tiếp bằng các màn hình điều khiển HMI, thì có thể lựa chọn kích cỡ cũng như là hình dáng của chiếc giỏ thông qua việc giao tiếp trực tiếp với màn hình. Các thầy cũng như nhà trường luôn luôn tạo điều kiện và luôn luôn khuyến khích sinh viên để có nhiều ý tưởng và có nhiều cái sản phẩm mang nhất thực tiễn ứng dụng ra bên ngoài và chuyển giao công nghệ ra bên ngoài. Đây là một trong những cái bước đầu tiên để tự động hóa cho cái quá trình sản xuất trong nông nghiệp, để ứng dụng những cái tri thức của các bạn đã học được ở trên trường cho các thầy truyền đạt và các bạn ấy vào thực tế và đưa ra một cái sản phẩm để quay lại phục thực tế, có thể là mang lại lợi ích cho bản thân các bạn ấy rồi mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.